Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV. Kính thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh có khả năng hoạt động sớm từ cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2021. Các đợt rét đậm rét hại trong mùa đông năm nay có thể xảy ra sớm, tập trung nhiều trong thời kỳ từ khoảng giữa tháng 12 năm 2021 cho đến hết tháng 2 năm 2022. Cụ thể, sáng sớm nay ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay đến 3 ngày tới ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại các tỉnh miền núi và ngập úng cục bộ tại những vùng đô thị trũng thấp như các tỉnh như Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Còn khu vực Hà Nội, hiện nay qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên khu vực huyện Sóc Sơn, Đông Anh và quận Long Biên của thủ đô Hà Nội. Cảnh báo trong 1 đến 3 giờ tới, những vùng mây dông này sẽ còn tiếp tục phát triển gây mưa rào và có khả năng có dông trong những khu vực trên. Sau đó có khả năng mở rộng sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo từ nay đến 3 ngày tới, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, nên từ nay đến 3 ngày tới, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Trung Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông, rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, mưa đá là cấp 1. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thì hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 15-18 độ phía Bắc, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, theo các bản tin trước mà chúng tôi đã đưa ra là dự báo trong những ngày sắp tới, khoảng đầu tuần tới, trên Biển Đông xuất hiện một vùng áp thấp nằm ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa mạnh lên. Thì bên cạnh đó, trên biển Thái Bình Dương lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới nữa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, cũng đang tiến vào hướng Biển Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Xuống đến thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to,
gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Cuối bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa thì 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.